Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Em mong rằng các bác ủng hộ bằng cách đăng ký kênh, like video, nhấn nút thông báo. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại câu chuyện ngày hôm nay thì thật sự rằng là trên Facebook tràn ngập, nào là tin đồn, nào là tin đồn chấn động, nào là tin đồn nọ tin đồn kia, với những cái từ khóa kiểu như rằng là thì là đèn đom đóm, rồi là những hình những bông hoa, rồi rồi cái gì nhỉ, lily, rồi những từ khóa như là đom đóm kiểu kiểu đấy. Tôi nghe mà tôi chả hiểu gì cả, thưa các bác, chả biết gì, chả biết tại sao là tin đồn nó lại tự nhiên là bao nhiêu người là cứ post lên Facebook như thế. Vì mình cũng mới về, mình chưa có thời gian mình tìm hiểu. Thôi thì kệ nó đi các bác nhỉ. Chúng ta vẫn chờ đợi xem rằng là những cái thông tin chính thống chính thức, chắc là khoảng tuần sau thôi chúng ta sẽ có được cái điều này. Còn cá nhân tôi thì tôi vẫn thích nói về cái câu chuyện này hơn. Đó chính là ông Nguyễn Duy Hưng, nhưng không phải là ông Hưng ngã đất đai. Ông Hưng ngã đất đai thì nhiều râu hơn, béo hơn và vẫn hoạt động bình thường ở trên Facebook của mình. Đây là Duy Hưng nhưng không phải là Duy Hưng SSI, mà là Duy Hưng của tập đoàn Thuận An, một người mà có thể nói rất là lạ, gần như không tìm được một cảnh nào ở trên Google. Đây là một điều mà rất hiếm thấy, cho nên là rất nhiều các tờ báo cũng như là rất nhiều người tôi rằng là rồi là đã nhầm cái hình ảnh của Duy Hưng kia sang hình ảnh này, rồi hỏi tôi rằng là đây có phải SSI không, kiểu kiểu như thế. Thế nhưng mà từ những cái video đầu tiên thì tôi cũng đã chia sẻ với các bác rằng là liên quan đến tập đoàn Thuận An, liên quan đến Duy Hưng thì mình biết ngay là có khả năng người ta sẽ bị nhầm lẫn cái chỗ đó. Đó, người ta sẽ bị nhầm lẫn cái chỗ đó. Và rõ ràng là như vậy. Bởi vì đối với tôi mà nói thì Duy Hưng này còn kinh hơn cả là Duy Hưng kia đâu, thật sự các bác thế. Bởi vì chúng ta nhìn qua những cái vụ hậu pháo, chúng ta nhìn qua những cái vụ khác Việt Á, thì ngày xưa chúng ta đã ngồi nói chuyện về Việt Á thì anh chàng Phan Quốc Việt đó là dũng sĩ diệt, dũng sĩ gọi là diệt diệt cán bộ, chúng ta đã thấy cái kinh khủng rồi. Hai bộ trưởng, một chủ tịch của thành phố Hà Nội, rồi là bộ trưởng, rồi rất nhiều thứ trưởng vân vân nữa đã bị xử lý hình sự. Nhưng mà sang cái vụ Sơn thì chúng ta lại thấy kinh khủng hơn. Một tập đoàn bình thường ở mức độ cấp huyện nhưng mà tự nhiên lại có những cái dự án trải dài khắp cả nước, và từ đó thì ba chủ tịch tỉnh, hai bí thư là bị liên lụy. Và cũng rất trùng hợp ở trong cái thời điểm đó, thời gian đó thì chủ tịch Đức Võ Văn Thưởng cũng đã phải xin từ nhiệm với những cái lời lẽ rất là nặng nề, giống như là một cái án kỷ luật, tức là vi phạm những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, kiểu kiểu như thế. Và đến cái vụ Thuận An này thì cái sự vào cuộc của báo chí, cái sự nhấn mạnh tầm quan trọng của bên phía Bộ Công an, cũng giống như rằng là trên VTV người ta cũng đưa hẳn anh lên trên cái trang VTV1 và thông thời sự, cũng để thấy rằng là có khả năng cái vụ này nó còn khủng khiếp hơn nữa. Và chúng ta sẽ thấy, và chúng ta sẽ thấy là với những cái dự án của tập đoàn Thuận An thì bây giờ không biết như thế nào. Đầu tiên chúng ta thấy rằng là đây là cái câu chuyện ở trên báo. Những tỉnh nào được yêu cầu rà soát công trình dự án liên quan đến tập đoàn Thuận An? Báo thì nói như vậy. Thì ở đây liên quan đến vụ án xảy ra tại tập đoàn Thuận An thì cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố 6 bị can và nhiều tỉnh đã yêu cầu kiểm tra các công trình dự án liên quan đến tập đoàn Thuận An. Và Bộ Công an thì yêu cầu tỉnh Đắk Lắk là cung cấp hồ sơ liên quan đến tập đoàn Thuận An. Như vậy là Bộ Công an đã gửi cho bên phía của Đắk Lắk và yêu cầu rà soát. Thì ở đây chúng ta thấy rằng là về tham nhũng kinh tế, tài liệu liên quan tới công ty tập đoàn Thuận An, và đã cung cấp thông tin toàn bộ hồ sơ liên quan tới gói thầu số 3 thi công xây dựng từ đây. Và đây là cái hình ảnh mà tôi cũng đã chia sẻ với các bác từ trong video clip trước. Và đây là cái tập đoàn Thuận An tại Đắk Lắk, và Bộ Công an trực tiếp
gửi đơn yêu cầu rà soát. Có lẽ đây là một trong những cái dự án đầu tiên để làm việc này. Và thứ hai thì Phú Yên thì chủ tịch tỉnh đã yêu cầu báo cáo các dự án liên quan tập đoàn Thuận An. Ở đây chúng ta không thấy cái vấn đề liên quan đến rằng là Bộ Công an yêu cầu hay không, Bộ Công an có yêu cầu hay không, nhưng chủ tịch tỉnh Phú Yên ấy, là ông Tạ Anh Tuấn thì cũng đã giao cho các cơ quan chức trách để kiểm tra báo cáo các dự án liên quan đến tập đoàn Thuận An và thực hiện tại tỉnh Phú Yên. Đó. Bên phía Quảng Nam thì Ủy ban nhân dân tỉnh cũng đề nghị kiểm tra, rà soát các công trình dự án liên quan tới tập đoàn Thuận An, và đây là Quảng Nam. Ở đây thấy rằng là hai tỉnh này có vẻ như là để mà chủ động để mà làm cái đó. Còn một số tỉnh thành khác thì chúng ta chưa thấy cái yêu cầu liên quan tới rà soát. Ví dụ như là Hà Giang cũng có này, An Giang cũng có này, và khá nhiều các tỉnh thành khác nữa. Nhưng mà chưa thấy thông tin báo chí rằng là các chủ tịch của các tỉnh này là có yêu cầu báo cáo các dự án đó hay không. Cái này thì có lẽ là chúng ta phải chờ nha. Thế nhưng ấy, chúng ta nhìn qua 6 cái tội danh là ban lãnh đạo tập đoàn Thuận An thì ông Nguyễn Duy Hưng thì bị có cái tội danh là đưa hối lộ. Ông Trần Ánh Quang, tổng giám đốc thì cũng có cái tội danh là đưa hối lộ. Và Nguyễn Khắc Mẫn cũng là cái tội danh là đưa hối lộ. Rồi các bị can thuộc các ban quản lý dự án đầu tư thì có ông Nguyễn Văn Thảo và ông Đàm Văn Cường vân vân thì đều có những cái tội là tội nhận hối lộ. Đó, nhận hối lộ. Như vậy thì chúng ta có thể thấy rằng là có người đưa thì có người nhận. Và đối với tội phạm liên quan tới tham nhũng kinh tế thì có một cái đặc điểm thế này. Các bác thể thấy rằng là ví dụ như là ở đây cái dự án liên quan tới Bắc Giang thì ông Thuận An này ông đã đưa hối lộ chẳng hạn cho lãnh đạo đó. Vậy thì chúng ta có tự hỏi rằng là các dự án khác thì có bị đưa hối lộ hay không? Đó. Có bị đưa hối lộ hay không? Tại sao ở Bắc Giang người ta có đưa hối lộ? Như vậy ở Hà Giang người ta có đưa hối lộ hay không? Ở Đắk Lắk người ta có đưa hối lộ cho không? Các dự án khác kiểu thế. Thế theo các bác, với kinh nghiệm của các bác trong cuộc sống, thì các bác nghĩ rằng là với những người như là anh Nguyễn Duy Hưng này, thì liệu rằng có cái chuyện đó hay không? Có cái chuyện đó hay không? Đưa hối lộ hay không? Còn đó tôi thì cho rằng là nó không giống như tội danh nhận hối lộ. Những người nhận hối lộ là người ta không phải nhận một lần, mà người ta nhận đến hàng trăm lần, và thậm chí hàng nghìn lần trong suốt cuộc đời của mình. Nhiều khi để bắt đội này là không bắt được vụ này thì sẽ bắt được vụ khác. Và đặc biệt chung là cũng thế, nó là như một cái thói quen vậy. Cái thói quen đã nhận hối lộ lần một thì kiểu gì có lần hai nở. Và để được việc cho mình thì những người như Thuận An này thì được việc cho mình thì đưa hối lộ một lần, thấy nó trôi, thì lần sau là cũng thảm như thế. Thì đấy là có lẽ cái này nó gọi là tâm lý tội phạm trong tham nhũng, về các tội danh tham nhũng. Thì những cái kẻ này nó như vậy. Cho nên hy vọng rằng là Bộ Công an sẽ làm rõ xem là không chỉ ở Bắc Giang mà còn ở các tỉnh thành khác như thế nào. Thêm nữa là liệu rằng là chỉ cháy đến ban quản trị, nghĩa là ban quản lý dự án hay không? Ban quản lý dự án thì nó có nhiều ban, về công nghiệp này rồi là bên này. Nhưng mà nếu bên trên nó thì còn có cả bên chung nữa. Thì là ban quản lý dự án nữa. Đó. Đúng không? Thì bên trên nữa thì còn cái gì nữa? Theo các bác rằng là để mà quản lý dự án như vậy, chủ đầu tư như vậy, thì được sự phê duyệt như vậy, với cái giá như vậy, thì chỉ có ban quản lý người ta quyết định được, hay là còn bên nào nữa, bên trên nữa, còn quyết định được hay không? Đặc biệt với những cái dự án nó liên quan tới đến cả nghìn tỷ, lại còn liên quan đến cả chỉ định thầu. Cái chỉ định thầu này cũng buồn cười. Hoặc là đấu thầu cũng buồn cười. Và nhiều khi nó đấu thầu tranh nhau có vài trăm triệu. Dự án mấy chục tỷ nhưng mà đấu thầu nhiều khi tranh nhau có vài trăm triệu. Tôi cho rằng là bên thanh tra hãy rà soát tất cả những cái dự án đấu thầu trên cả nước và thử xem rằng là có tiết kiệm được nhiều hay không. Nhiều hay không? Ví dụ gói thầu 1.000 tỷ thì nhiều khi anh ta chỉ trả là 999,9 mấy tỷ. Thế là tiết kiệm trả được bao nhiêu cả. Thế rồi khi mà bán thì bán rẻ, mua thì mua đắt. Kiểu thế. Vậy thì chúng ta sẽ rà soát một loạt. Đặc biệt thì từ mùng 1 tháng 5, mùng 1 tháng 1 năm 2025 thì chúng ta sẽ tổng kiểm soát toàn bộ tài sản công. Và đó là một trong những cái mà có thể nói tôi cho rằng chấn động. Bây giờ thì người ta cũng đang lập hồ sơ rồi, cũng đang bắt đầu làm rồi.
và cái câu chuyện đốt lò sẽ còn kinh khủng khiếp hơn nữa. Nhà báo Hoàng Linh ở trên trang của mình thì cũng vừa có một clip rất là hay trên trang Hoàng Linh ấy, YouTube Hoàng Linh, là bão của thì là cơn bão của Thuận An. Thì cũng như tôi chia sẻ với các bác, cơn bão mang tên Thuận An này nó rất là khủng khiếp. Cảm ơn các bác rất nhiều.